Nếu như các bạn có nhu cầu mua Small Rig thì mình sẽ để được link ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhé. Combo Small Rig mình đang gắn ở trên chiếc Sony A73 bây giờ có thể coi là combo cơ bản dành cho những người làm bán chuyên giống như mình, kiểu như là chúng ta làm video trong studio nho nhỏ hay là các bạn có thể làm video cho cá nhân của mình thôi thì cũng có thể đầu tư được. Với cái bộ này thì khi anh em xem giá, ok, có thể là nó sẽ hơi cao hơn một chút so với những bộ khác ở trên thị trường. Nhưng mà thực sự thì Small Rig không phải chỉ tạo ra được một cái cây nữa, mà Small Rig tạo ra được một hệ sinh thái. Có rất là nhiều thứ có thể gắn vào chiếc cây này và từ đó tạo nên chức năng khác nhau cho máy ảnh của bạn. Ví dụ như ở đây thì các bạn nhìn nhé, mình sẽ có một chiếc cây để mình có thể bảo vệ tốt cho máy ảnh của mình. Cái cây này sẽ có cái đặc điểm gì hay, đó là nó ôm rất là sát và cực kỳ khít vào trong máy ảnh của mình luôn. Khi các bạn lắp vào rất là dễ, chỉ cần đặt máy vào khít một phát lập tức vặn vít là xong. Ở đây thì mình đang có một chiếc cây giá rẻ, nếu như nhìn từ ngoài vào thì trông chất liệu có vẻ giống nhau, cũng nhiều chỗ để lắp phụ kiện, cũng rất là nhiều ốc nhiều vít ở trên này để tha hồ mà vặn. Nhưng mà thực sự khi sử dụng mới thấy rằng Small Rig nó sẽ có những cái hay hơn. Cái hay đầu tiên mình cảm thấy được là việc lắp vào cái này nó không được chắc chắn lắm. Thực sự là A73 của mình lắp vào sẽ hơi hở một tí ở khu vực này và làm cho mình cảm giác là A73 có vẻ nó bảo vệ không được chắc chắn, đôi khi cầm vào nó không có sướng tay. Nhưng mà được cái là em này mặc dù rẻ nhưng mà lúc mình cầm thì mình không bị cấn tay anh em nhé. Còn tất nhiên với Small Rig thì đây là một cái cây được tối ưu dành riêng cho Sony A73, nên là tất cả mọi chi tiết được thiết kế rất là khít, rất là chặt. Và cái việc lắp ráp của mình cũng như việc cầm nắm được cải thiện tốt hơn. Tiếp theo là trên Small Rig thì các bạn nhìn nhé, phía dưới đáy này chúng ta sẽ có một cái này. Đấy, một thứ phụ kiện vô cùng nhỏ nhưng mà lại rất là hữu ích. Khi các bạn muốn vặn ra vặn vào chiếc cây này, chúng ta có thể dùng ngay cái lỗ ốc này để vặn. Đây là một điểm mà chiếc cây giá rẻ chắc chắn là cũng không có. Thời điểm ban đầu khi mình tìm tới Small Rig thì chỉ đơn giản là mình muốn mua chiếc cây cho máy ảnh của mình để nó cứng cáp, để chắc chắn hơn. Như các bạn đã biết thì điện thoại có cây bảo vệ và máy ảnh cũng như vậy. Đấy, suy nghĩ của mình chỉ đơn giản như thế thôi. Sau này khi mà mình bắt đầu làm việc nhiều hơn thì mình thấy rằng mua một chiếc cây cho máy ảnh sẽ có một tác dụng nữa. Đó là nó giúp cho mình có thể tháo ra lắp vào liên tục những cái plate của chúng ta mà không gây ra hỏng ốc ở phía dưới máy ảnh. Và đồng thời là phần khung này cũng sẽ đảm bảo toàn bộ khu vực phía dưới máy ảnh của mình không bị chầy, không bị cấn gì cả. Đây là máy ảnh của mình sau khi đã bị chầy rồi, mình mới thấm cái điều này, mình mới mua bộ khung, đâm ra là mình không kịp bảo vệ được máy ảnh. Nên là nếu như các bạn là người yêu thích cái đẹp, muốn máy ảnh của mình đẹp toàn diện thì chắc chắn chúng ta nên bắt đầu ngay một chiếc cây để bảo vệ máy ảnh của bạn. Và câu chuyện thì luôn có điểm bắt đầu, sau đó nó sẽ nảy nở, đơm hoa và kết trái. Thì đây, cái đơm hoa đầu tiên của chúng ta sẽ là một tay cầm ở phía bên này. Thì khi các bạn cầm như thế này, chúng ta sẽ có khả năng chống rung tốt hơn và từ đó có những cái shot hình nó mượt mà hơn. Nói chung là việc có thêm một tay cầm sẽ rất tốt với những bạn nào mà thích đi quay video và quay handheld. Còn sau khi chúng ta đã có tay cầm rồi và bạn lại thấy rằng bạn là người hay quay phim, bạn muốn cái chiếc Sony của mình nhìn trông nó chuyên nghiệp hơn, thì bạn có thể ngó sang những máy quay chuyên nghiệp sẽ có một cái tay cầm ở phía trên thế này. Đấy, để cho xách máy quay đi. Nhưng mà thực ra cái tay cầm này mình thấy rất là hữu ích khi chúng ta lắp màn hình lên rồi, bởi vì lúc này trọng lượng của máy tăng lên khá là nhiều và việc cầm vào đây hay là cầm vào đây nó làm cho mình sẽ mất hai tay. Thì bây giờ mình chỉ cần một tay duy nhất cầm vào chính giữa của máy như thế này, xách toàn bộ combo đi rất là nhẹ nhàng. Và đồng thời nó cũng khiến cho cái máy ảnh của mình nhìn có gì đó trông nó chuyên nghiệp hơn, nó giống mấy cái máy quay xịn sò của chúng ta. Nhưng mà cái điều hay nhất cái tay cầm này mang lại cho mình thì có lẽ là việc mình xách toàn bộ combo đi, chỉ cần cầm thế này thôi. Trong một số những shot quay mà các bạn cần phải cầm máy đi thế này thì đây sẽ là một cái rất hữu ích. Còn đối với bản thân mình thì rất ít khi mình cầm máy thế này để quay, bởi vì là chống rung ở bên trong A73 vẫn chưa thực sự đủ để làm điều này. Nên là đối với mình nó vẫn là một cái tay cầm chủ yếu để xách toàn bộ combo đi, và cũng như là mình sẽ gắn màn hình ở phía trên này. Như các bạn thấy là kết nối từ phần tay cầm của chúng ta tới phần màn hình sẽ có thêm một cái phụ kiện nhỏ nữa. Và phụ kiện này nhìn thì nhỏ thôi nhưng mà cho chúng ta một tác dụng rất là lớn. Đó là các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh góc nghiêng của màn hình. Đó, điều chỉnh góc nghiêng cực kỳ đơn giản, mà chưa kể là còn mượt mà nữa. Bởi vì đây là một phụ kiện riêng mà. Nếu như anh em mà mua màn hình thì chắc chắn là không có phụ kiện này, chúng ta phải mua thêm ở ngoài. Để khi các bạn ra ngoài quay, ví dụ như là góc quay của bạn ở quá cao thì bạn cụp cái màn hình xuống, góc quay của bạn ở quá thấp thì bạn đưa cái màn hình lên. Tiện lợi không? Chưa kể là với những bạn nào mà chúng ta tự quay video thì bây giờ màn hình quay vào trong nó không hợp lý, các bạn lại chỉ cần đơn giản là tháo nhẹ em ốc này, sau đó là các bạn xoay màn hình ra phía ngoài. Rồi, chúng ta lại khóa lại. Và như vậy là các bạn đã có một chiếc màn hình rất là xịn ở ngay phía trước để các bạn có thể quay vlog, để các bạn có thể nhìn được mình ở trong khung hình bây giờ đang như thế nào. Và đó là những cái lợi ích mà mình thấy rằng phụ kiện Small Rig đã mang lại cho mình khi mà mình sử dụng ở trên chiếc máy ảnh. Và vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn toàn bộ những lợi ích mình thấy được khi sử dụng bộ Small Rig này với lại máy ảnh Sony A73 của mình. Còn nói về những cái nhược điểm mà mình gặp phải ở trên bộ này thì có lẽ vẫn liên quan vấn đề lắp ráp thôi. Và mình thấy rằng lắp ráp thì chúng ta chỉ cần lắp một lần duy nhất nên là chắc cũng không sao. Nhưng mà thôi, để cho nó có tính công bằng mình chia sẻ luôn cho anh em nhé. Đầu tiên là khi các bạn lắp cái tay cầm ở bên cạnh này thì cái việc chúng ta lắp hai cái lỗ ốc ở đây này, mình cảm thấy nó hơi khó. Anh em phải căn ke một tí mới có thể lắp vào hai cái lỗ ốc này được.
Nhưng mà sau khi lắp xong rồi thì bạn chỉ cần đơn giản là sử dụng và trải nghiệm. Sau này muốn tháo cái tay ra thì không phải tháo ở đây mà bạn tháo ở hai cái ốc này. Đó, hay không? Như mình đã nói là Small Rig không phải là tạo ra một cái cây nữa, mà bây giờ là tạo ra một hệ sinh thái, tạo ra những phụ kiện để máy ảnh của bạn nó trở nên đa dụng hơn. Đối tượng bóc phốt tiếp theo sẽ là chiếc tay cầm này của chúng ta. Cầm vào thì rất là chắc chắn và tiện lợi như mình đã chia sẻ. Nhưng mà vấn đề sẽ phát sinh khi các bạn muốn tháo nó ra. Ví dụ như ở đây là mình đang quay phim và mình quay xong rồi, hôm đó mình cần phải đi chụp ảnh, thì mình sẽ bắt buộc phải tháo cái tay này ra mới có thể lắp được flash của máy ảnh vào. Và để có thể tháo ra được thì các bạn bắt buộc phải sử dụng cho mình cái công cụ đi theo hộp, hoặc là các bạn sử dụng những cái bát giác có kích thước tương tự thì mới có thể tháo hai ốc này ra. Chứ còn đáng tiếc là chúng ta lại không dùng được cái công cụ nhỏ nhỏ nằm ở ngay phía dưới cây Small Rig để có thể tháo ra được. Kem công cụ nhỏ này chỉ dùng trong việc là tháo cái ốc ở phía dưới ở cây ra, hoặc là các bạn sử dụng để tháo plate ra khỏi máy ảnh mà thôi. Trên đây là những chia sẻ của Công về toàn bộ những lợi ích mà phụ kiện Small Rig đã mang lại cho mình trong quá trình trải nghiệm và sử dụng thời gian vừa rồi với chiếc máy ảnh Sony A73. Và các bạn thấy sao về những trải nghiệm này, có đáng đồng tiền bỏ ra hay không? Cũng như là với cái bộ basic này thì liệu anh em sẽ lựa chọn, hay là các bạn sẽ chọn hẳn bộ cao cấp để chúng ta có thể tiến tới làm phim chuyên nghiệp, thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết nha. Và anh em đừng quên đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video để các bạn tiện tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.